Ok, Câu Cá Edu xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Câu Cá Edu xin giới thiệu cho các bạn một bộ cần câu tốt nhất và rẻ nhất cho các bác nhé. Thì giá mình sẽ chèn hình ảnh vào video cho các bác dễ theo dõi. Thì đây là sản phẩm mà Câu Cá Edu cũng đã giới thiệu qua nhiều video rồi. Nhưng mà sản phẩm này là một bộ này mình ghép mà hoàn toàn mới để tạo chi phí rẻ nhất cho các bác. Thứ nhất là về chất lượng của nó thì mình set up chất lượng tốt hơn, tốt lọn hơn là vì cái dây cước này này. Đó, mình đã set up cho các bác cái loại dây Sufix này nha các bác. Đó, dây Sufix XL. Dây này tải 6,6kg, dây 0.28 này. Dây cước này nhá, thì đặc biệt dây cước này là dây cước kiểu sợi sợi carbon nha các bác. Đây thành phần của nó này, mình không cái dây Sufix này thì cũng khá nhiều người biết đến rồi. Tháo ra. Đó. Ngoài cái gì à? Dây này thì có độ co giãn vừa phải nhá. Đó, có độ co giãn vừa phải nên là câu cá rất chống sốc cho cá kéo nhé các bác nhá. Và dây thì rất chắc chắn luôn. Đó, dây mềm không đỡ bị xoăn nhé các bác. Các bác nhìn dây này. Nhìn để thả này. Đó, dây này rất tốt nhá. Nếu mà các bác muốn mua cái dây lẻ này là 200.000 nha các bác. Còn đi vào bộ sẽ rẻ đi. Đó, đây là một cái tốt đầu tiên này. Cái thứ hai là về con mồi. Mồi ở đây thì bên mình đang lần đầu tiên Câu Cá Edu giới thiệu cho các bác biết các loại mồi này. Đó, đây là mồi nhảy nha các bác. Mình sẽ cùng bác luôn cho các bác xem. Đó, mồi nhảy này nhá. Này, lưỡi bằng BKP nhá. Lưỡi rất sắc, sắc nhọn luôn các bác ạ. Đó, mồi này rất đẹp luôn nhá. Mồi nhảy, mồi này mình bán lẻ là 100.000 một con nha các bác. Đó, nó cũng có rất nhiều màu nha các bác. Rất nhiều màu luôn, khá là nhiều màu, tùy hợp cho các bác thích thể loại câu nào nha các bác. Còn nữa, còn nhìn màu nữa đấy, mình mang hết không? Đó, thì hai cái tốt nhất để các bác kéo được con cá, để các bác bắt được cá thì mình sẽ set up cho bộ này. Và lần đầu tiên mình set up cho bộ này. Thì còn sản phẩm cần của chúng ta thì mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi, mà có khả năng là nhiều bác chưa biết nên là mình sẽ giới thiệu lại cho các bác biết về chiếc cần cần Eagle Super rồi nhá. Đó, chiếc cần Eagle Super này ấy, các bác có thể nhìn thấy cán là cán bần như các bác. Cái này thì làm bằng cao su này nên là đập xuống đất hoặc đập vào bê tông rất chắc chắn, cũng như là dễ lau chùi, đỡ bị bám bẩn. Thiết kế của cần thì rất đẹp này. Nó có hai ngọn nhé, đặc biệt là hai ngọn, ngọn MH và M. Các bác có thể nhìn thấy MH và M. Đó. Quen này là quen sứ nhé các bác. Đó, bác quen chống rỉ nhá. Đầu pu chống xoắn nhé các bác. Các bác có thể nhìn thấy nào, chống rỉ hết nha các bác. Nó có hai ngọn. Đó, thì phù hợp với các bác câu cá lớn cá nhỏ, mồi lớn mồi nhỏ nha các bác. Thì các bác cứ dùng ngọn MH này là hợp này. Mình thấy đánh cá lóc mồi này thì đánh ngọn MH là hợp. Mình đọc thông số cần cho các bác nhé. Cái này SP là spin, thì ký hiệu cho cần máy đứng. Cái loại này cũng cần máy ngang nhá, mình cũng giới thiệu rồi trên kênh này của mình. Đó, tên là Eagle Super. Đó, carbon nhá, cần carbon nhá các bác. Tải thì từ line từ 8 đến 16 lb nhá, tương đương với tầm 8 kg nhá các bác. 8 kg. Mình đã test thử cái cần này nhấc bỏng 4 kg rồi, rất khỏe nhá các bác và dai.
Đó, hai ngọn lưu thì từ 10 đến 28 gram nhá. Đây thông số cần ở đây nhưng mà chắc là hơi nhỏ các bác khó nhìn thì mình đọc cho bác xem nhé. Đó. Thì đây là cần có 3 size là cần 1m8, 21 và 24. Nhá các bác. Còn máy thì mình sẽ đi cùng với máy 3000 nhá các bác. Máy Niven AC 3000 thì độ tải của nó này, các mình sẽ cho các bác nhìn rõ hơn này. Các bác nhìn rõ. Đó, thông số của máy 3000 nhá các bác. Vòng quay 5.5 này. Độ nặng là 266 gram này. 12 bậc đạn này. Tỷ lệ vòng quay đó, max là 5,5 kg này. Chứa dây thì dây 0.3 chứa được 140 mét này. Đó, nên là mình sẽ cho vào cái dây này thì là vừa hợp. 0.28 vừa hợp. Các bác muốn dây nhỏ hơn được, dây to hơn đều được nhá. Đó. Đó, mình sẽ bóc cái máy này ra cho các bác xem hình máy vì đó. Cần này thì câu luôn rất tốt nhá, cả cần cả máy vào thì nó vào tầm cái cần là 160 gram thì nó rơi vào 500 gram nhá. À 400 gram nhá các bác, hơn 400 gram một tí. Đó, máy 12 bằng đạn nên quay rất trơn tru nhá. Và máy cũng khá là đẹp. Các bác thì nhìn thấy. Đó. Máy rất trơn tru, đổi được tay trái tay phải nhá. Các bác lua cái máy này thì rất tốt rồi. Đó, hệ thống màu sắc này đều vào chống gì hết nhá. Đó. Bộ này thì mình sẽ tặng kèm cho các bác là một cái kẹp cá nhé các bác. Bán ngoài là 100.000 thôi. Còn cái này mình sẽ tặng kèm vào cái sản phẩm này. Đó, được cá các bác kẹp. Đó, đây là hoàn thành một bộ sản phẩm. À có cả khóa linh nhé các bác, không thể thiếu được. Mình sẽ tặng kèm luôn cho các bác. Thì một bộ sản phẩm này thì cũng khá là đầy đủ để cho các bác đi câu lua rồi. Thì nào các bác có nhu cầu mua thêm giỏ đựng cá hay là kính, kính thì mình hiện tại chưa có. Thì các bác nếu ấy sắm thêm một số phụ kiện nữa để cho các bác đi nó hoàn chỉnh hơn. Nhưng mà để mà câu được cá hoặc vì có những chuyến đi giải trí cùng bạn bè thôi thì các bác sắm bộ này là vừa hợp rồi. Đó. Thì đó, toàn bộ sản phẩm nó sẽ là sản phẩm này. Thì bên mình nó cũng có nhiều mồi giả nhá. Như mồi giả này, V66 này, V66 mồi lặn này. Các bác không thể nhìn thấy. Vừa chắc là mất. V66 này, V66 mồi thiền các bác nhìn thấy. 50.000 một con nhá. Cá sắt nhá. Cá sắt 50.000 một con. Đánh tăng lửa, đánh cá chẽm. Thì các bác lưỡi BBK nhé, lưỡi rất tốt luôn các bác. Đó. Thì toàn bộ sản phẩm của cái bộ này nó sẽ gồm một cần, một máy, một cuộn cước, một cái kẹp cá và một con mồi giả nhé các bác. Ok nhá. Thì đó, bác nào muốn mua sản phẩm này thì có thể liên hệ với câu cá Edu qua số điện thoại hiện trên màn hình là 0914 726 862, cũng như là vào fanpage Facebook là câu cá edu thì các bác nhắn tin trực tiếp vào đấy thì bên mình sẽ hỗ trợ các bác tốt nhất nhé. Còn hiện tại thì cái Zalo số điện thoại này thì bên mình đang full bạn rồi thì các bác cứ nhắn tin vào nhé, cứ nhắn tin là mình nhận được nhé. Còn các bác mà muốn gửi link video hay hình ảnh thì mình sẽ chấp nhận các bạn để gửi cho các bác nhé. Đó. Thì ngoài ra bên mình đang xây dựng cái trang web là câucá.edu.vn ấy. Thì trang web đấy đang cập nhật những thủ thuật, những chia sẻ về lĩnh vực câu cá để cho các bác tìm hiểu nhé. Thì các bác có thể vào đấy theo dõi nhé. Ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Nếu hay thì hãy like và share video nhé.
thì bên mình sẽ cập nhật những bộ sản phẩm mới hơn, tốt hơn, chất lượng hơn cho các bác nhé. Ở trên kênh đăng trên kênh này nhé, thì các bác hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất nhé. Ok, xin cảm ơn các bác. Bye bye.